Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022 đã gây khủng hoảng trầm trọng ở nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu. Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Vì vậy, cuộc xung đột đã đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng giữa lúc lạm phát tăng vọt. Chính trong hoàn cảnh ấy, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã ra đời. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khiến cảng biển bị phong tỏa. Gần 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine đã bị mắc kẹt trong các kho chứa và không thể xuất khẩu. Điều này góp phần đẩy giá lương thực trên toàn cầu tăng vọt, đe dọa mất an ninh. Nhằm làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã ra đời. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian, ký kết với Nga và Ukraine vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 tại Istanbul. Theo đó, Nga và Liên Hiệp Quốc ký biên bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho Nga xuất khẩu lương thực và phân bón ra thị trường thế giới. Còn Ukraine ký kết thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc về việc các chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine được an toàn đi qua Biển Đen, vốn bị phong tỏa bởi cuộc xung đột. Thỏa thuận trên đã 3 lần được gia hạn, lần gần đây nhất là từ ngày 18 tháng 5 và hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7. Đây là chiếc tàu TQ Samson treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ rời cảng Odessa trên Biển Đen hôm 16 tháng 7 và nó đã trở thành chuyến tàu cuối cùng xuất bến trước khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đổ vỡ. Ngày 17 tháng 7, Moscow chính thức tuyên bố ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Đây cũng là kết cục dễ đoán khi mà trước đó Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình rằng thỏa thuận chỉ đem lại lợi ích cho một bên, còn những điều khoản liên quan đến lợi ích của Nga thì không được thực hiện. Phát biểu tại cuộc gặp các phóng viên chiến trường Nga ngày 13 tháng 6, Tổng thống Putin nêu rõ, trên thực tế, hầu hết số ngũ cốc của Ukraine được chuyển đến các quốc gia thịnh vượng tại Liên minh châu Âu, chứ không đến các nước châu Phi hay các nước kém phát triển, và điều này trái với thỏa thuận. Vấn đề là thỏa thuận này ban đầu được Liên Hiệp Quốc đưa ra để giúp đỡ các nước nghèo nhất thế giới ngăn chặn nạn đói. Điều kiện mà chúng tôi đồng ý cung cấp xuất khẩu ngũ cốc cho Ukraine, bao gồm cả việc lợi ích của Nga cũng phải được bảo đảm về mặt hậu cần, bảo hiểm, dòng tiền thanh toán cho quá trình sản xuất và nhiều thứ khác. Không có gì, tôi muốn nhấn mạnh điều đó, không có gì được thực hiện cả, tất cả chỉ là trò chơi một chiều. Ngày 17 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc bản ghi nhớ giữa Moscow và Liên Hiệp Quốc về gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với xuất khẩu lương thực, phân bón gần như không có hiệu lực khi các nước phương Tây vẫn hạn chế các hoạt động tài chính của Nga. Ngoài ra, các hành lang biển được thiết lập để các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu qua Biển Đen an toàn, nhưng phía Ukraine lại sử dụng các hành lang này thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Vì những lý do trên, Nga tuyên bố chấm dứt thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen từ ngày 18 tháng 7, đồng thời có những hành động cụ thể sau. Ngừng đảm bảo an toàn hàng hải cho các chuyến tàu chở ngũ cốc qua Biển Đen. Thu hẹp hành lang nhân đạo trên Biển Đen. Khôi phục vùng hạn chế ở vùng biển phía Tây Bắc Biển Đen. Giải tán trung tâm điều phối ở Istanbul. Tuy nhiên, Moscow cho biết sẽ quay trở lại thỏa thuận này một khi các bên liên quan tuân thủ các điều khoản đã ký. Trước quyết định của Nga, các nước bày tỏ sự quan ngại đe dọa an ninh lương thực toàn cầu và tìm kiếm các giải pháp thay thế. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cũng bày tỏ thất vọng, cho rằng việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát giá lương thực và tránh gây bất ổn cho thị trường. Người phát ngôn chính phủ Đức Christian Hoffmann tiếp tục kêu gọi Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng thỏa thuận này rất quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh sản xuất lương thực trên thế giới bị gián đoạn bởi xung đột, biến đổi khí hậu, giá năng lượng và các yếu tố khác, các thỏa thuận như sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã góp phần hạ giá lương thực hơn 23% kể từ tháng 3 năm 2022. Tham gia thỏa thuận là một lựa chọn, song những người dân đang gặp khó khăn ở khắp nơi trên thế giới và các nước đang phát triển thì không có lựa chọn nào khác. Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để hàng nông sản và phân bón của Ukraine cùng với Nga có thể tiếp cận các thị trường mà không bị cản trở. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bất chấp việc Nga ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen không được tiếp tục gia hạn sẽ gây ra tác hại như thế nào với hai bên trực tiếp liên quan là Nga và Ukraine, cũng như với an ninh lương thực toàn cầu? Đó là vấn đề đang rất được quan tâm bởi nó sẽ quyết định các bước đi tiếp theo như thế nào. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Ukraine đã xuất khẩu 50,6 triệu tấn ngũ cốc, tổng trị giá 9,8 tỷ đô la Mỹ. Khi thỏa thuận ngũ cốc không được gia hạn, Ukraine có thể thiệt hại 500 triệu đô la Mỹ một tháng.
Trong khi đó, Nga không nhận được gì từ thỏa thuận trên, nên việc Nga rời bỏ sẽ không có tác động lớn. Trong thời gian qua, để đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga không chỉ thiết lập nhập khẩu song song mà còn tổ chức lại việc xuất khẩu. Xuất khẩu ngũ cốc từ Nga được tổ chức theo cách mới, dọc theo hành lang Bắc Nam qua biển Caspi và Iran. Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc sụp đổ sẽ khiến giá lương thực tăng mạnh lần nữa và hàng chục triệu người ở châu Phi phải đối mặt với nạn đói. Liên Hiệp Quốc cho rằng thỏa thuận ngũ cốc trên mang lại lợi ích lớn cho các nước nghèo nhờ giúp giảm giá lương thực. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine không giải quyết được vấn đề thiếu hụt lương thực của châu Phi vì chỉ có khoảng 3% số lượng ngũ cốc đến được châu Phi. Liên minh châu Âu hưởng lợi nhiều nhất khi nhận đến 38% tổng số ngũ cốc từ Ukraine, 30% khác thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ và 24% sang Trung Quốc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, ngay khi phần liên quan đến Nga được thực hiện, phía Nga sẽ quay trở lại thực hiện thỏa thuận. Cụ thể là phương Tây phải cho phép các tàu chở ngũ cốc và phân bón của Nga trung chuyển an toàn qua các cảng ở Biển Đen và để cho ngân hàng nông nghiệp của Nga Roscosmos được kết nối trở lại với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Liên Hiệp Quốc và các nước đang tiếp tục kêu gọi Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Tuy vậy, kêu gọi suông khó có thể làm lay chuyển Moscow. Họ cần những giải pháp đảm bảo quyền lợi của mình trong cuộc chơi này. Hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực diễn ra tại Italia vào ngày 24 tháng 7. Chắc chắn các vấn đề liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ là nội dung quan trọng trong nghị trình. Chuyên mục Nhìn ra thế giới xin được khép lại tại đây. Chúng tôi sẽ quay trở lại khi có những diễn biến mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.